Chiến thắng ở Soledad, Nga siết chặt gọng kìm miền Đông, Ukraine chấp nhận đầu hàng. Các bạn thân mến, vào ngày 13 tháng 1, Nga tuyên bố đã chiếm thị trấn Soledad ở miền Đông Ukraine sau nhiều ngày chiến đấu. Chiến thắng này là thành công đầu tiên của Moscow sau khoảng gần nửa năm liên tục thực hiện những bước lùi chiến thuật. Tuy nhiên, giao tranh vẫn đang diễn ra trong thị trấn, nhưng binh sĩ Ukraine tiết lộ tình trạng bị bao vây và đối mặt với khả năng đầu hàng lực lượng Nga. Các hãng truyền thông phương Tây giờ đây cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi thay vì những nhiệt tình giai đoạn trước, phía sau hậu trường chính trị của Tổng thống Zelensky. Trước tiên, hãy cùng nghe những tin tức tới từ chiến trường. Đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga như sau. Hoạt động giải phóng thành phố Soledad đã hoàn tất vào tối ngày 12 tháng 1. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với sự tiếp tục chiến dịch tiến công ở tỉnh Donetsk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng đổ bộ đường không của nước này đã phong tỏa Soledad từ phía Bắc và phía Nam, trong khi máy bay và pháo binh thực hiện các cuộc tấn công tập trung và lực lượng Ukraine đang trú ẩn ở đó. Moscow đã hạ hơn 700 binh sĩ và phá hủy hơn 300 đơn vị vũ khí của Ukraine tại khu vực Soledad chỉ trong 3 ngày qua. Lữ đoàn dù số 46 của lực lượng vũ trang Ukraine viết trên Telegram hôm 13 tháng 1 rằng: "Chúng tôi đang cố gắng cầm cự, nhưng chúng tôi đang bị bao vây. Giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn bên trong thành phố. Rõ ràng, Nga có thể bao vây những người ở gần nhà ga cũng như khu vực mỏ số 7 và họ đang nỗ lực siết chặt vòng vây." Một binh sĩ Ukraine ở vùng lân cận Soledad hôm 13 tháng 1 tin rằng mình và các đồng đội đã bị bỏ lại và chấp nhận đầu hàng. "Bỏ lại chúng tôi đầu hàng dễ dàng hơn là tìm cách tiến công. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thương vong hơn. Các đơn vị của chúng tôi đang bị lực lượng Nga dồn ép vào trung tâm thành phố và bị chia cắt nhỏ." Binh sĩ Ukraine dự đoán tình hình ở Soledad sẽ tương tự những gì đã xảy ra ở thành phố Mariupol vào năm ngoái, khi hàng nghìn binh sĩ Ukraine phải cố thủ trong nhà máy gang thép của thành phố. "Điều tương tự cũng xảy ra ở Mariupol. Tôi chắc chắn 100% rằng chúng tôi sẽ rơi vào tình huống như vậy. Chúng tôi sẽ bị bỏ lại ở đây. Nga sẽ bắt giữ bất cứ ai họ muốn. Sau đó chúng tôi có thể được trao đổi tù binh", binh sĩ Ukraine nói. "Chúng tôi sẽ không thể lẩn trốn quá lâu. Chúng tôi đang ở trong các căn hầm và nhà dân, đấu súng và pháo kích ở khắp mọi nơi, kể cả ban đêm. Nga đang quét sạch những người mà họ bao vây ở phía tây bắc thành phố." Theo binh sĩ Ukraine, một đơn vị tăng cường gần đây của họ đã tiếp cận thành phố Soledad mà không có bất kỳ khí tài nào và ngay lập tức bị tấn công. Trước đó, một binh sĩ khác của lực lượng Ukraine ở Soledad cũng nói rằng họ đã hết lương thực, sắp hết nước uống và có nhiều người bị thương. "Chúng tôi được thông báo rằng sẽ phải rút lui và bây giờ chúng tôi bị bỏ rơi", binh sĩ cho biết thêm. Một binh sĩ Ukraine chiến đấu ở Soledad hôm 10 tháng 1 xác nhận tình hình ở thành phố này rất nguy cấp và lực lượng Ukraine đang cầm cự đến người cuối cùng. "Tình hình căng thẳng trên chiến trường miền Đông khi các bên giành giật nhau từng vị trí và các đơn vị thậm chí không thể thống kê hết số thương vong. Chúng ta đang thấy điều gì ở đây? Pháo đài Mariupol từng bị quân đội Nga bao vây đóng nắp nồi hầm và cuối cùng lực lượng cố thủ trong đó phải giương cờ trắng để bảo toàn tính mạng. Và giờ đây, chiến trường Soledad hay Bakhmut cũng vậy. Nỗ lực nướng quân của ông Zelensky sẽ chỉ càng khiến hoàn cảnh thêm đau thương và khốn đốn." Nhóm phóng viên của CNN đã có mặt cách thành phố Soledad khoảng 4 km, chứng kiến lực lượng Ukraine đưa binh sĩ rời khỏi khu vực này vào chiều ngày 13 tháng 1 trong một cuộc rút lui có tổ chức. Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra ở thành phố này. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner, ngày 11 tháng 1 tuyên bố Nga đã giành được quyền kiểm soát Soledad và những quân nhân Ukraine từ chối đầu hàng đối mặt với việc bị hạ. Wagner thông báo siết vòng vây xung quanh Soledad và đang nhằm mục tiêu vào mạng lưới đường hầm dày đặc bên dưới các mỏ muối của thành phố. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình ở Soledad rất khó khăn và thành phố này là một trong những mặt trận đẫm máu nhất hiện nay. Tuy nhiên, ông khẳng định quân đội Ukraine sẽ tiếp tục bám trụ. Tổng thống Putin thay đổi chiến thuật tác chiến ở Ukraine. Theo các chuyên gia quân sự, quân nhân Nga hiện đang hành động hiệu quả hơn. Quân đội đã học cách chiến đấu, họ đã chuyển sang một tình huống khác, họ đã học cách thừa nhận sai lầm, phân tích và đưa ra kết luận. Hành động thành công của Nga đã khiến Mỹ tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Việc huy động một phần ở Nga cũng đã phát huy vai trò của nó. Các đơn vị và tiểu đơn vị mới được thành lập có thể thay đổi tiến trình chiến sự ở Ukraine. Một số điều đã thay đổi trong những tháng gần đây. Khi tướng Sergei Surovikin nắm quyền kiểm soát các quá trình chiến đấu, mọi người đều nhận ra hiệu quả của các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở quan trọng.
Trong khi đó, Mỹ tuyên bố không nghĩ việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng do Hạ viện Mỹ lên kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến viện trợ quân sự cho Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan tuyên bố tại cuộc họp báo thường kỳ rằng: "Chúng tôi đã yêu cầu 37 tỷ đô viện trợ quân sự cho Ukraine bởi vì năm ngoái chúng tôi nghĩ rằng một năm tài chính cần chừng đó. Quốc hội đã tăng con số ấy lên 45 tỷ đô. Số tiền đó đã được phân bổ." Cặp vũ khí sát thủ trên không của Nga gây ác mộng cho phi công Ukraine. Một phi công Ukraine tiết lộ về sự nguy hiểm của tên lửa siêu vượt âm R-37M Nga trong không chiến và sự kết hợp của nó với tiêm kích tàng hình Su-57 được xem có thể tạo ra một cặp sát thủ trên không. R-37M là tên lửa không đối không tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu trên không tốc độ cao từ hơn 300 đến 400 km. Nó được gọi là sát thủ trên không nhờ khả năng tập kích ấn tượng. Đây được xem là một trong những tên lửa không đối không tầm xa nhất thế giới. Nó có khả năng theo dõi mục tiêu thông qua hệ thống radar chủ động và bán chủ động. Điều này có nghĩa là một khi R-37M được phóng đi, nó sẽ độc lập hoàn toàn với phương tiện phóng. R-37M có khả năng di chuyển tốc độ Mach 5, Mach 6, tương đương với 6.125 đến 7.350 km/h để tấn công các máy bay trên không, tức là nhanh gấp 5 đến 6 lần tốc độ âm thanh. Nga bắt đầu sử dụng R-37M ở Ukraine vào mùa hè năm ngoái. Kể từ đó, theo Eurasia Times, nhiều phi công tiêm kích của Ukraine đã bày tỏ lo ngại vì R-37M có thể đe dọa tới các phi cơ của Kiev ngay cả khi nó được bắn đi từ trong không phận của Nga. Phi công Juice thừa nhận R-37M nguy hiểm tới mức nhiều phi công Ukraine không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà phải tìm cách cơ động nhanh chóng để né tránh. Bởi vì chúng tôi hiểu chiến thuật của họ khi phóng R-37M, chúng tôi đã rút ra kỹ thuật để né tránh. Tuy nhiên, việc né tránh làm hạn chế khả năng thực hiện các nhiệm vụ trên không của Ukraine. Tất nhiên, khi cơ động để tránh bị bắn trúng, chúng tôi không thể làm gì khác, bao gồm cả tấn công đối thủ theo kế hoạch. Vì vậy, điều này thực sự khó khăn trên không và cũng rất rủi ro. Nếu bạn không nhận biết kịp tên lửa đang bay tới, bạn sẽ bị loại bỏ khỏi vòng chiến đấu. Cơ chế khiến R-37M đặc biệt nguy hiểm chính là nó sẽ bay rất nhanh tới hướng mục tiêu và chỉ bật thiết bị tìm kiếm radar khi còn cách mục tiêu khoảng 32 km để xác định chính xác vật cần tấn công rồi lao vào. Điều này có nghĩa là radar cảnh báo trên tiêm kích Ukraine hiện chỉ biết được tên lửa R-37M khi nó còn cách mục tiêu khoảng 32 km, tức là phi công Kiev chỉ có vài giây để né tránh trước khi bị bắn rơi. R-37M ban đầu được chế tạo để tích hợp trên tiêm kích đánh chặn MiG-31. Sau đó, Nga quyết định nâng cấp loại vũ khí này để tương thích hơn với các máy bay chiến đấu Su-30, Su-35 và Su-57. Các chuyên gia tin rằng tên lửa này có khả năng cải thiện đáng kể hiệu suất của máy bay chiến đấu. Các chuyên gia từ Viện Rusi của Anh nhận định, các cuộc tuần tra phòng thủ trên không của Nga đã chứng tỏ hiệu quả cao trước các máy bay tấn công và máy bay chiến đấu của Ukraine. Với cặp MiG-31BM và tên lửa không đối không tầm xa R-37M đặc biệt nguy hiểm. Tình báo Anh cho rằng Nga đã triển khai máy bay chiến đấu mạnh nhất của họ, Su-57, trong khi chiến dịch quân sự ở Ukraine, đồng thời áp dụng chiến thuật để giảm thiểu rủi ro tiêm kích này bị bắn rơi. Khi kết hợp với Su-57, R-37M thậm chí còn trở nên nguy hiểm hơn nữa. Hồi tháng 10 năm ngoái, Su-57 được trang bị R-37M đã bắn rơi tiêm kích Su-27 của Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh nhận định, Moscow có thể triển khai Su-57 làm nhiệm vụ tập kích Ukraine nhưng dường như chỉ cho nó bay trong không phận Nga để bắn ra tên lửa không đối đất hoặc không đối không tầm xa vào Ukraine. Một giả thuyết khác được đưa ra là Nga có đưa Su-57 tới Ukraine nhưng không để lại dấu vết vì tiêm kích thế hệ 5 này có khả năng tàng hình hiệu quả. Nếu giả thuyết này chính xác thì sự kết hợp giữa Su-57 và R-37M có thể gây ra thách thức lớn với Ukraine. Su-57 được thiết kế và phát triển cho các nhiệm vụ tấn công và chiếm ưu thế trên không và có thể tấn công mọi mục tiêu trên không, trên bộ hoặc trên biển. Đây là máy bay hai động cơ, một chỗ ngồi đầu tiên của Nga được trang bị khả năng tàng hình nên nó được mệnh danh là bóng ma bầu trời. Việc Nga có thể triển khai hay không dòng tiêm kích thế hệ 5 hiện đại đã trở thành chủ đề được giới quan sát trao đổi, dù Moscow tuyên bố đã để Su-57 làm nhiệm vụ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuy nhiên, tất cả những khoản hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine dường như không mang lại mục đích nhân đạo. Nó chỉ biến Ukraine thành bãi mìn lớn nhất thế giới, thiệt hại hàng trăm tỷ đô. Thủ tướng Ukraine Denis Mihor đã thừa nhận trong cuộc phỏng vấn hôm 8 tháng 1 rằng đây hiện là bãi mìn lớn nhất thế giới. Nó không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại của người dân, mà còn gây ra sự gián đoạn lớn trong sản xuất nông nghiệp, vốn là một trong những ngành chủ lực của chúng tôi.
Theo Thủ tướng Smihol, cuộc xung đột với Nga đã tạo ra bãi mìn lớn nhất thế giới, lên tới 250.000 km2 ở Ukraine. Diện tích bãi mìn không chỉ lớn hơn bán đảo Triều Tiên, mà còn lớn hơn cả diện tích Romania và Anh. Ông Smihol cho biết, ngay cả khi không có mìn, các khu vực dân sự ở Ukraine đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau các cuộc giao tranh. Nga đang nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng ở các khu vực đông dân cư, ông Smihol nói, đồng thời lưu ý rằng 70% thiệt hại tập trung tại các khu dân cư. Ngoài ra, các khu phức hợp công nghiệp như nhà máy hóa chất và nhà máy thép hay cơ sở hạ tầng du lịch cũng bị nhắm mục tiêu tấn công. Ukraine đã hứng chịu thiệt hại nặng nề về kinh tế do cuộc xung đột với Nga. Năm ngoái, GDP của Ukraine đã giảm 30,4% so với năm 2021 và tính đến đầu tháng 6 năm 2022. Tổng thiệt hại kinh tế của nước này đã lên tới 350 tỷ đô, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới. Thủ tướng Smihol dự đoán thiệt hại năm nay sẽ lên tới 700 tỷ đô. Cuộc sống của người dân Ukraine vẫn gặp nhiều khó khăn. Ông Smihol cho biết 50% lưới điện của Ukraine đã bị hư hại trong 11 cuộc không kích hàng loạt và 14 đợt tấn công bằng máy bay không người lái kể từ tháng 10. Không một nhà máy điện nào không bị tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga tấn công. Mục tiêu của Nga là phá hủy tất cả lưới điện của Ukraine và buộc người dân của chúng tôi phải bỏ trốn bằng cách gây áp lực tâm lý lên họ, ông Smihol nói thêm. Trước những lo ngại rằng cuộc chiến có nguy cơ kéo dài, ông ấy đã nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Nga và kêu gọi các nước hỗ trợ Ukraine. Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hoạt động kinh doanh khí đốt và dầu mỏ, đồng thời ngăn chặn việc cung cấp vũ khí và các linh kiện cho Nga, cũng như kêu gọi tất cả các công ty toàn cầu nên rút khỏi Nga. Ông Smihol cho rằng việc Nga kế thừa tư cách thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc từ Liên Xô là bất hợp pháp và yêu cầu trục xuất Nga khỏi tất cả các tổ chức quốc tế. Ông cũng kêu gọi hỗ trợ tài chính để giúp Ukraine vượt qua mùa đông và khôi phục mạng lưới điện, nước, cầu đường. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!